Những người ủng hộ chính sách của Fed cho rằng cơ quan này đang dần bắt được bệnh, bốc được thuốc cho nền kinh tế Mỹ, vốn đứng trước nguy cơ sụt giảm tăng trưởng do dịch COVID-19 và COVID-19 gây họa cho nền kinh tế Mỹ. Các ngân hàng Citigroup và Bank of America đều dự báo Fed có thể cắt thêm ít nhất 25 điểm cơ bản nữa trong cuộc họp tháng 3 tới và tiếp tục thêm một lần nới lỏng tiền tệ nữa vào tháng 4. Thậm chí phố Wall còn đồn thổi rằng không loại trừ khả năng Fed sẽ sử dụng hết đạn của mình và đưa lãi suất về bằng không. Dự báo trên càng được củng cố sau lời phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Hành động của chúng tôi ngày hôm nay thể hiện những gì mà chúng tôi cho là phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Chúng tôi sẽ cắt giảm lãi suất một cách phù hợp, tùy thuộc vào diễn biến của thị trường. Trong bài phát biểu kéo dài gần 15 phút của Chủ tịch Fed, ông Powell không hề đề cập đến các chính sách nới lỏng tiền tệ nào khác như mở rộng bảng cân đối kế toán, thông qua mua tài sản, mà chỉ chăm chăm vào cắt giảm lãi suất. Mặc dù nhiều người trong giới quan sát tỏ vẻ thất vọng khi cho rằng hạ lãi suất không phải là liệu pháp lý tưởng cho cuộc khủng hoảng mang tên COVID-19 khi phải mất ít nhất 6 tháng để có tác động đến nền kinh tế. Tuy nhiên, đây được cho là một biện pháp đề phòng không thể thiếu. Cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là một động thái hết sức quyết đoán của Fed để đối mặt với cú sốc cung khi chuỗi cung ứng liên quan đến tâm dịch là Trung Quốc bị gián đoạn. Việc hạ lãi suất thì đương nhiên không thể thúc đẩy mọi người tích cực bởi vì lãi suất thấp, nhưng ít ra nó có thể thúc đẩy đáng kể đến nền kinh tế và củng cố lòng tin kinh doanh và tiêu dùng. Hiện nhiều cuộc tranh cãi vẫn liên tục nổ ra, bàn luận về việc Fed có nên tiếp tục hạ lãi suất hay không, hay họ nên đợi và xem phản ứng của thị trường sau việc cắt giảm 50 điểm lần này. Còn Tổng thống Donald Trump thì tỏ ra vẫn chưa hài lòng và kêu gọi Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, và quan trọng nhất là phối hợp hành động với ngân hàng trung ương các nước khác.